Em ra được đứa nào? Đứa anh. Em là 7 đúng không em? Cái gì em nữa? Em là chồng Hà Nội này. Chắc em là Thảo đúng không em? Không em. Thảo ơi, tôi đây tôi là thứ bao nhiêu của anh rồi? Lần này phải chết sao? Xin lỗi, em nhầm anh với thằng buồn của em. Anh bị sai rồi. Sư nhỉ?